Vâng, xin chào tất cả quý bạn. Đây là những ngày cuối tháng 10 khi mà chúng tôi cũng đã có dịp đặt chân đến tại đóng phim của anh Minh tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An. Và đây là những hình ảnh đầu tiên sơ khởi về trước khi 17 vận động viên của phường Thanh Hà, thành phố Hội An với một đôi bè thật sự rất dài. Và lúc này chúng ta có thể quan sát được trên màn hình. Đây là những hình ảnh mà thật sự là khá may mắn khi mà chúng tôi cũng đã có cơ hội lưu lại. Và sau gần 2 tháng thì hiện nay phường Thanh Hà cũng đã hoàn thành. Vâng, đây là cặp lô bụi và lô lái của phường Thanh Hà hiện tại của lúc này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với video này với toàn bộ quá trình di chuyển như là phong thủy của thi đua Thanh Hà. Và hy vọng rằng thi đua Thanh Hà thời gian đấy cũng sẽ có được nhiều trong thành tích cũng như là phong trào của mình. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Sắc son thề ước thành thăng long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm hoài hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tự nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen khiến vết chôn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiên ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn bạch đằng giang ơi, vui thầy bác quân sông lớn. Lập lên người chung tay, dựng xây gấm son sáng hà. Cho nước Việt Nam ta, ngàn đời ngút cao hùng thiên. Trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tin ơi, còn đầy kiên trì.